Trước tiên là ghi nhận tại Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bà Rịa đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Phạm Hồng Trung về tội vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản. Trước đó, Trung đã bị hạt kiểm lâm liên huyện Châu Đức Bà Rịa xử phạt vi phạm hành chính với cùng hành vi trên. Ngày 22 tháng 7 tại phường Kim Dinh, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an thành phố Bà Rịa phối hợp với công an phường Kim Dinh, ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và hạt kiểm lâm liên huyện Châu Đức Bà Rịa bắt quả tang Phạm Hồng Trung đang có hành vi tàng trữ một cây gỗ cẩm lai thể tích 0,024 m³ và một cây gỗ giáng hương thể tích 0,037 m³. Đây là các loài cây thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng nếu không được quản lý chặt chẽ, hạn chế khai thác sử dụng. Quá trình điều tra, bước đầu Trung khai nhận đã khai thác trái phép hai cây gỗ trên tại rừng phòng hộ núi Dinh, thị Dãy. Hành vi của Trung được xác định vi phạm các quy định về bảo tồn bền vững tài nguyên thiên nhiên đa dạng sinh học theo pháp luật Việt Nam, cũng như các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết tham gia. Đầu năm 2024, Trung đã bị hạt kiểm lâm Châu Đức Bà Rịa xử phạt vi phạm hành chính với cùng hành vi trên. Trên vùng biển cách Côn Đảo khoảng 20 hải lý về hướng đông nam, một tàu cá bị một tàu hàng đâm chìm. 12 thuyền viên may mắn được các tàu cá khác cứu vớt và bàn giao cho đồn biên phòng Côn Đảo. Hiện vẫn còn 2 thuyền viên mất tích đang được lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm. Chiều ngày 19 tháng 9, đồn biên phòng Côn Đảo, bộ đội biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu nhận được tin báo về việc tàu cá BV99778TS do ông Phạm Văn Tốt, trú tại tỉnh Kiên Giang làm thuyền trưởng cùng 13 thuyền viên trong lúc đang hành nghề đánh bắt trên biển thì bị một tàu hàng nghi là tàu nước ngoài đâm chìm khiến tất cả thuyền viên trên tàu cá bị trôi nổi trên biển. Lúc này trên tàu đang chứa khoảng 20.000 lít dầu đeo. Tối cùng ngày, 12 thuyền viên may mắn được hai tàu cá của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đánh bắt gần đó cứu vớt kịp thời và đưa về bờ bàn giao cho đồn biên phòng Côn Đảo. Ngay sau khi tiếp nhận, đồn biên phòng Côn Đảo phối hợp với trung tâm y tế quân dân y huyện chăm sóc sức khỏe và sơ cứu ban đầu cho các thuyền viên bị nạn. Trong đó, một thuyền viên bị đứt lìa 1/3 cẳng chân trái được đưa vào cấp cứu. Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chỉ đạo đồn biên phòng Côn Đảo tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng và thông báo kêu gọi các phương tiện đang hoạt động trên biển gần khu vực tàu cá BV99778TS bị nạn khẩn trương tìm kiếm cứu hộ cứu nạn hai thuyền viên đang bị mất tích. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, liên quan đến 22 lãnh đạo, cán bộ tại huyện Đông Hòa, nay là thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, lạm dụng chức vụ quyền hạn làm trái quy định pháp luật. Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo với các tội danh vi phạm các quy định về quản lý đất đai, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên, từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 9 năm 2029, một số lãnh đạo cán bộ tại huyện Đông Hòa đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để tham mưu thẩm định, ký ban hành 1.119 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng cây lâu năm, cây hàng năm, đất trồng lúa sang đất ở trái quy định pháp luật. Tổng diện tích đất đã được chuyển mục đích sử dụng khoảng 76.000 m², giá trị trên 79 tỷ đồng. Ngoài ra, từ năm 2013 đến năm 2018, một số lãnh đạo, cán bộ tại huyện Đông Hòa lạm dụng chức vụ quyền hạn được giao để lập hợp thức hồ sơ, xác nhận, tham mưu cấp 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân trái quy định pháp luật, gây thiệt hại số tiền trên 32 tỷ đồng. Tại tỉnh Cà Mau, sau 2 ngày xét xử, Tòa nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên bản án sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại du lịch Công Lý làm chủ đầu tư. Các bị cáo bị tuyên án từ 4 năm đến 7 năm tù. Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách hỗ trợ 50% vốn đầu tư đối với dự án trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, từ năm 2009 đến năm 2012, trong quá trình đầu tư xây dựng dự án nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau, Tô Công Lý, Phó Tổng Giám đốc Công ty Công Lý, đã trực tiếp và chỉ đạo Nguyễn Bá Đam lập khống hồ sơ xây dựng hai hạng mục công trình trị giá hơn 14,6 tỷ đồng. Sau đó, trình đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau xem xét hỗ trợ 50% vốn đầu tư cho hai hạng mục khống trên, số tiền hơn 7,3 tỷ đồng.
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Tô Công Lý 10 năm tù, Nguyễn Bá Đam và một bị cáo khác mỗi người 4 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vợ bị cáo Tô Công Lý đã nộp hơn 7 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho chồng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hội thảo khoa học với chủ đề xây dựng và thực hiện chuẩn mực văn hóa lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị ở vùng Đông Nam Bộ hiện nay được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức chiều nay 21 tháng 9. Đây là diễn đàn quan trọng để tăng cường sự đối thoại, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ giữa các nhà khoa học, nhà lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị của các địa phương khu vực Đông Nam Bộ về các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực văn hóa lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị hiện nay, góp phần thực hiện thành công nghị quyết đại hội 13 của Đảng và quy định số 144/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của các bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Giáo sư tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2, Phó Giáo sư tiến sĩ Đinh Ngọc Giang, Vụ trưởng Vụ Quản lý Khoa học Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đồng chủ trì hội thảo. Phát biểu khai mạc hội thảo xây dựng và thực hiện chuẩn mực văn hóa lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị ở vùng Đông Nam Bộ hiện nay, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhấn mạnh, song hành với phát triển kinh tế, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn quan tâm chú trọng xây dựng chuẩn mực văn hóa chính trị cho đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức. Do đó, những kết quả của hội thảo này sẽ là một trong những căn cứ khoa học để tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề xuất cấp có thẩm quyền tiếp tục xây dựng hoàn thiện bộ tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý có đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, các lãnh đạo quản lý đến từ các tỉnh thành phố vùng Đông Nam Bộ đã tập trung trao đổi, làm rõ những vấn đề lý luận thực tiễn về xây dựng và thực hiện chuẩn mực văn hóa chính trị của cán bộ lãnh đạo quản lý, xác định những yếu tố tác động, chỉ ra những khó khăn thách thức trong xây dựng và thực hiện chuẩn mực văn hóa lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị, đề xuất giải pháp kiến nghị mang tính đột phá nhằm xây dựng và thực hiện chuẩn mực văn hóa lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị, góp phần xây dựng Đông Nam Bộ trở thành vùng văn minh hiện đại, hội nhập quốc tế, phát triển nhanh, bền vững, hài hòa giữa các tiểu vùng, các địa phương trong vùng. Chuyển sang thông tin về công tác tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Bắc bị bão lũ. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tiếp nhận 35 tấn hàng viện trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả bão lũ của Liên bang Nga cho Việt Nam. Hàng viện trợ của Liên bang Nga cho Việt Nam để khắc phục hậu quả bão lũ bao gồm trạm điện di động, lều 30 chỗ, lều 10 chỗ, đường, thịt hộp và cá hộp. Lô hàng trên được vận chuyển tới sân bay quốc tế Nội Bài vào tối qua 20 tháng 9 trên chuyến bay mang số hiệu SUM9127 của Bộ Phòng vệ Dân sự, tình trạng khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai Liên bang Nga với tổng trọng lượng khoảng 35 tấn. Dự kiến số hàng hỗ trợ này tiếp tục được chuyển đến tỉnh Lào Cai. Sau 5 ngày phát động tính đến ngày 20 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vũng Tàu đã tiếp nhận 8 tỷ 189 triệu đồng từ các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, sạt lở ở các tỉnh thành phố miền Bắc. Toàn bộ số tiền này đã được Mặt trận Tổ quốc thành phố chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Mặt trận Tổ quốc thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục vận động đóng góp ủng hộ đến hết ngày 10 tháng 10 năm 2024. Thưa quý vị, ngoài hàng trăm người thiệt mạng, bão số 3 còn gây thiệt hại trên 50.000 tỷ đồng. Các trang trại, hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tại hầu hết các địa bàn bị ảnh hưởng bởi bão đều thiệt hại nặng nề. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị kêu gọi các doanh nghiệp, các hiệp hội, ngành hàng cùng chung tay hỗ trợ vùng bị thiệt hại sớm khôi phục sản xuất, tái thiết sau bão đối với hai lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản. Hơn 200.000 hecta lúa, hoa màu và cây ăn quả bị ngập úng, hơn 3.200 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi và hơn 2 triệu gia súc gia cầm bị chết, cùng nhiều thiệt hại khác chưa thể thống kê. Đặc biệt, vùng nuôi trồng thủy hải sản bị thiệt hại kinh tế rất lớn. Cái yếu tố quan trọng là chúng tôi mất mát là tất cả các loài nuôi và giống nuôi trong suốt thời gian vừa qua, đặc biệt là về rong, là những cái tài nguyên mà đã nghiên cứu rất là nhiều năm và đã nhân tạo ra rất là nhiều cái giống
để có thể cung cấp cho thị trường Quảng Ninh. Hai là chúng tôi cũng khi mà bị xô lệch cho nên là cũng mất mát một số cái trang thiết bị, đặc biệt là những cái con computer. Nó mất đi cái tác dụng để có thể nhận dịch được AI. Hiện tại thì cũng chuyển về Đức để kiểm tra lại, nhưng chắc là cái tính khả thi để cứu lại được thì rất là khó. Thì tổng cái kế hoạch cái chi phí chúng tôi dự kiến thiệt hại khoảng gần 10 tỷ. Tại hội nghị này, các doanh nghiệp lớn, các hiệp hội đã cam kết với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có những kênh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp để nhanh chóng khôi phục sản xuất đối với chăn nuôi và thủy sản. Thế thì đến cái thời điểm này ấy, thì cái con số ban đầu mà bên chỗ thủy sản mà tập hợp theo các doanh nghiệp mà đã công bố ở đây, có cái đã bằng văn bản chỉ đạo địa phương mà gửi đây, thì bây giờ là được khoảng độ xấp xỉ là 85 tỷ. Vâng, đây là của lĩnh vực thủy sản. Lĩnh vực thủy sản. Và cái số này thì chắc là chưa dừng lại ở đây, vì còn một số công ty thì họ nói là để đầu tuần họp ban lãnh đạo. Hiện nay là có những doanh nghiệp ở đây, ví dụ như là chỗ chị Hải Bình với STB kia cũng có những cái chính sách là hỗ trợ cho bà con để thiết lại cái lồng bè mới. Thì hiện nay thì cộng đồng các doanh nghiệp của chúng tôi từ trong Nam, miền Trung đều đã chia sẻ theo hai cái kênh. Kênh thứ nhất là đối với Mặt trận Tổ quốc các tỉnh là kênh chính, và sau đó thì đến cái kênh của hiệp hội chúng tôi. Và chắc chắn trong tuần tới thì ngay khi ban chấp hành chúng tôi phê duyệt thì chúng tôi sẽ có những cái hỗ trợ mang tính là ủng hộ, hỗ trợ bao gồm cả đối với doanh nghiệp thành viên của chúng tôi và đặc biệt là theo cái kênh của Bộ Nông nghiệp phát động ngày hôm nay. Hiện hầu hết các trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại đang cần nguồn giống để tái đàn, đồng thời cần kinh phí để đầu tư trang thiết bị, hạ tầng phục vụ tái sản xuất. Thưa quý vị, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Công đoàn ngành giáo dục đào tạo, các trường học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ trung tâm thành phố đến vùng sâu vùng xa đều đồng loạt ủng hộ tiền, sách vở, quần áo, đồ dùng học tập gửi đồng bào và học sinh các tỉnh phía Bắc, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, các em thiếu nhi tiếp tục đến trường. Ghi nhận của phóng viên thời sự về hoạt động ý nghĩa này. Sau một tuần phát động, trường trung học cơ sở Bạch Đằng, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu đã nhận được hơn 30 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập từ cán bộ, giáo viên, học sinh và cả phụ huynh của trường. Em cũng đã có theo dõi và thấy được đồng bào ta đã chịu rất là nhiều ảnh hưởng bởi cơn bão và hậu quả nó để lại rất là khủng khiếp. Em cũng đã góp một ít vào của trường để có thể ủng hộ và giúp bà con miền Bắc. Em đã dành tiền ăn sáng để quyên góp cho các bạn học sinh ở miền Bắc. Em mong các bạn học sinh ở miền Bắc vượt qua được khó khăn này và được đi học trở lại. Một địa bàn xã Long Sơn còn nhiều em còn rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên các em cũng rất là sẵn lòng và chung tay cùng với nhà trường và 100% cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh đều chung tay hướng về miền Bắc ủng hộ, hỗ trợ hết mình. Khác với không khí sôi nổi, vui vẻ thường ngày, tiết sinh hoạt đầu giờ của học sinh lớp 12A3 trường trung học phổ thông Dương Bạch Mai, huyện Đất Đỏ trùng xuống bởi những hình ảnh tang hoang do lũ lụt tàn phá các tỉnh miền Bắc. Các cô và trò đều đau xót lặng người khi xem những hình ảnh trong clip ghi lại. Chính sự đồng cảm, tình yêu dành cho đồng bào ta đã thôi thúc các em học sinh và tập thể giáo viên nhà trường cùng chung tay ủng hộ. Em đã huy động các bạn ở trong lớp cũng như là ở ngoài nhà trường, như là gia đình, người thân, bạn bè ở ngoài trường để cung vất những hiện vật vào trong trường để gửi cho các bạn ở ngoài miền Bắc. Số tiền các em ủng hộ là được gần 17 triệu. Còn riêng về giáo viên nhà trường thì chúng tôi cũng phát động trong hội nghị nguyên chức và đồng ý coi mỗi thầy cô sẽ trích một ngày lương của mình, và tổng số tiền đến của một ngày lương của 52 giáo viên công nhân viên là được 25 triệu. Và cái tiền đó thì chúng tôi đã chuyển khoản về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Riêng tiền của các em học sinh và phụ huynh thì chúng tôi gửi để mà ủng hộ cho một cái trường cấp 2 ở Lào Cai. Sau một tuần phát động, hơn 42 triệu đồng cùng nhiều sách vở, đồ dùng học tập được tập thể giáo viên học sinh ngôi trường này quyên góp ủng hộ với mong muốn năm học mới được trọn vẹn hơn với học sinh vùng lũ.
Em cũng đã trích một số tiền trong tiền hưởng của em vào các hoạt động hè để em nhờ gia đình chuyển khoản, và trong khi mà trường phát động phong trào ủng hộ thì em cũng đã quyên góp. Tôi tin rằng với sự động viên to lớn ấy thì đồng bào miền Bắc sẽ sớm vượt qua được cơn hạn nạn đó và tiếp tục cuộc xây dựng cuộc sống mới. Theo thống kê của Công đoàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sau một tuần phát động, số tiền ủng hộ quyên góp từ các trường trên địa bàn tỉnh hơn 5 tỷ đồng và gần 50 tấn hàng gồm sách vở, quần áo, đồng phục học sinh, đồ gia dụng và nhu yếu phẩm thiết yếu. Cái quý nhất là mình giáo dục được cho các em học sinh của mình cái truyền thống tương thân tương ái trong một hoàn cảnh cụ thể như vậy. Thật là cảm động. Các cái nguồn đó về tiền thì gửi về Mặt trận Tổ quốc của tỉnh để kịp thời chung tay cùng với đảng bộ nhân dân của tỉnh mình để hướng về vùng bão lũ. Đấy, và những chuyến xe yêu thương cũng sẽ tiếp tục chở về đó tấm lòng của thầy trò của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng tôi mong là chia sẻ được phần nào đó, nhất là cái sự động viên và đồng cảm trong những cái ngày mà rất là khó khăn này. Chuyển sang thông tin khác, thưa quý vị, Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa có quyết định trao tặng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024 cho 63 nông dân thuộc 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Tại Bà Rịa Vũng Tàu có một nông dân vinh dự được nhận danh hiệu này. Anh Nguyễn Viết Tự, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ được vinh dự nhận danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024. Hiện mô hình nông trại sản xuất rau sạch Anh Khoa của nông dân này thu lợi nhuận từ 7 đến 8 tỷ đồng một năm. Anh còn điều hành hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và dịch vụ Châu Pha với ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ sau thu hoạch. Hợp tác xã có 34 thành viên, diện tích sản xuất là 35 hectare, sản lượng khoảng 10.500 tấn một năm, cho doanh thu 630 tỷ một năm, lợi nhuận của thành viên 900 triệu đồng một người một năm. Thưa quý vị, từ đầu tháng 8 âm lịch, nông dân Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt đầu xuống giống hoa phục vụ thị trường Tết Ất Tỵ 2025. Vụ hoa Tết năm ngoái, sức tiêu thụ chậm nên năm nay người trồng hoa khá dè dặt, không tăng diện tích. Những ngày này, nông dân tại vùng chuyên canh hoa Kim Dinh, thành phố Bà Rịa đang tất bật chăm sóc những chậu hoa cúc đại đoá mới xuống giống. Năm nay, hầu hết các hộ đều giảm số lượng chậu lớn, thay vào đó chuyển sang trồng những chậu sai trung và nhỏ, từ 40cm đến 60cm với hy vọng sẽ dễ tiêu thụ hơn. Làm ít hơn năm ngoái, ở đây mình trồng ít, mình bán ít. Công việc thì cứ giờ cứ vô chấu đổ đất, để vài bữa là cái bông. À, năm nay giảm bớt chứ mà năm ế quá. Vụ hoa Tết năm nay, ông Sơn chuyển sang canh tác hoa huệ trắng thay vì tập trung trồng hoa cúc như mọi năm. Bởi loại hoa này dễ trồng, chi phí ít và quan trọng là dễ tiêu thụ. Hiện ông Sơn đang phân loại giống hoa để chuẩn bị xuống giống. 15 cái bông chậu á thì trồng phát triển rất nhiều. Nhưng mà vụ vừa rồi như là bông chậu ấy thì là nó bị ế. Thế là nhà tôi thì mọi năm là trồng bông huệ thì bình thường là 3, 4 đến 5 xào thôi, nhưng mà năm nay nhà tôi chuyển đổi sang trồng bông huệ nhiều, trồng hơn 2 hectare. Tại làng hoa này, nông dân đang tập trung chăm sóc những chậu hoa cúc vừa xuống giống. Năm nay, gia đình bà Xuân trồng khoảng 1.600 chậu cúc đại đoá và pha lê, giảm khoảng 500 chậu so với năm ngoái. Cũng giảm bớt, do sợ kinh tế không ổn định, bán cũng không được nhiều. Thời điểm xuống giống hoa Tết, trên địa bàn tỉnh gặp mưa nhiều do ảnh hưởng của bão áp thấp nhiệt đới, nên việc chăm sóc hoa khó khăn hơn. Năm nay đầu tháng 8 dần xuống bông á, mưa nó hơi nhiều, nó hơi bị cái vị mà đen của bông này, nên thời tiết nó không được ổn định lắm cho bông như năm ngoái. Trời nắng này mới tranh thủ tưới thuốc tưới phân đó. Do lo ngại về đầu ra nên năm nay diện tích xuống giống hoa Tết dự kiến không tăng so với năm ngoái, vào khoảng 120 hectare. Trong số này khoảng 80% là cúc. Trước nhu cầu đa dạng hoa Tết của người tiêu dùng, nông dân Bà Rịa Vũng Tàu còn trồng thêm nhiều loại hoa khác như màu gà, cẩm chướng, ly cẩm nhung, hồng, hướng dương, cúc nhật, dạ yến thảo, dừa cạn. Những loại hoa này do thời gian xuống giống ngắn hơn nên khoảng cuối tháng 9 âm lịch, nông dân mới bắt đầu xuống giống. Bên cạnh quan ngại về sức mua thì hiện thời tiết diễn biến phức tạp cũng khiến nông dân lo lắng.
Thưa quý vị, sự kiện Ngày Quốc tế làm sạch bờ biển 2024 được công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dầu Long Sơn LSP phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu tổ chức sáng nay 21 tháng 9 tại xã Long Sơn. Sự kiện thu hút 140 tình nguyện viên đại diện chính quyền địa phương, nhân viên, đối tác kinh doanh của LSP cùng với cư dân và học sinh trên địa bàn xã tham gia. Từ năm 2019, nhận thấy rác thải đại dương và rác từ đất liền đổ ra biển đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh vật biển cũng như sinh kế của cộng đồng ngư dân ven biển. Công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dầu Long Sơn LSP đã hợp tác với các cấp chính quyền địa phương và các đối tác doanh nghiệp triển khai nhiều sáng kiến quản lý rác thải tại xã Long Sơn, địa bàn doanh nghiệp đứng chân. Ngoài hoạt động thu gom rác, LSP còn phát động chương trình rác không thải hay nhiệm vụ giải cứu rác nhằm phân loại rác tại nguồn. Chương trình bắt đầu bằng việc tạo ra các mô hình phân loại rác tại nguồn trong trường học và khu dân cư. Đến nay, 5 trường học và nhiều khu vực trên địa bàn xã Long Sơn thực hiện phân loại rác tại nguồn với hơn 18 tấn rác đã được thu gom và đưa trở lại quy trình tái chế. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp cùng chính quyền xã Long Sơn tổ chức hoạt động dọn rác định kỳ tại xã. Vì chúng tôi tin rằng việc thu gom rác thường xuyên là rất cần thiết, không chỉ giúp cải thiện môi trường sống mà còn nâng cao nhận thức về tác động của rác thải đối với đại dương và cộng đồng. Bằng cách tổ chức các hoạt động này thường xuyên, chúng tôi hy vọng sẽ xây dựng một văn hóa có trách nhiệm với môi trường và khuyến khích nhiều người hơn tham gia bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của chúng ta. Tại sự kiện Ngày Quốc tế làm sạch bờ biển 2024, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của thành phố Vũng Tàu, xã Long Sơn cùng 140 tình nguyện viên đã tham gia thu gom 252 kg rác tại công viên Long Sơn và dọc mương thoát nước ra biển nhằm giảm thiểu rác thải từ đất liền trôi ra biển. Toàn bộ số rác này được các tình nguyện viên thực hiện phân loại ngay tại nguồn. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 còn phối hợp với chính quyền và nhân dân triển khai công tác bảo vệ, khắc phục sự cố môi trường biển, hải đảo. Qua đó góp phần làm cho môi trường biển và các địa phương ven biển thêm xanh hơn, đẹp hơn. Cảng Bến Định và Bến Đá thành phố Vũng Tàu có đông tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản xa bờ vào neo đậu, trao đổi hải sản. Bên cạnh đó là các loại rác thải, nhiên liệu, rò rỉ từ trên ghe tàu gây ảnh hưởng đến môi trường sông rạch bến cảng. Trước thực trạng này, các tổ công tác tuyên truyền Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã phối hợp với chính quyền địa phương đến từng tàu cá nhắc nhở ngư dân nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường biển. Tôi cũng đã tuyên truyền cho bà con ngư dân là nắm chắc và hiểu rõ tác hại của rác thải nhựa và từ đó thì vận động bà con ngư dân là hạn chế tối đa việc sử dụng rác thải nhựa và góp phần từ đó thì cũng vệ sinh các cái khu vực mà có tình trạng ô nhiễm môi trường cao. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã ký kết tăng cường phối hợp với Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 4 và Cảng vụ Hàng hải các tỉnh, thành phố, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng hải, đảm bảo an ninh môi trường biển, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân, tham gia hoạt động trên biển, về chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến kiểm soát tài nguyên và bảo vệ môi trường biển hải đảo. Phải tăng cường, thúc đẩy làm sao mà ngay cả ngư dân, những người mà ít đi nhất cho đến người đi nhiều nhất, người ta phải hiểu được các cái quy trình, hiểu được cách xử lý rác thải, xử lý được các cái ô nhiễm môi trường biển. Hàng năm, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 còn phối hợp với chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân các địa phương ven biển ra quân thực hiện chiến dịch Hãy làm sạch biển, thu dọn hàng chục tấn rác thải đem đi tiêu hủy, trả lại môi trường tự nhiên trong sạch. Thì Hải đội 3 luôn là tích cực tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia các hoạt động thu dọn rác ở bãi trên bãi biển và đặc biệt là trồng cây, trồng hoa với cái phương châm là xóa bãi rác. Thay vào đó là những con đường hoa xanh sạch đẹp. Bằng những hành động, việc làm cụ thể, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đang góp phần bồi đắp thêm tình yêu biển đảo, nhắc nhở người dân thêm trách nhiệm trong việc giữ gìn, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp cho môi trường biển và địa phương ven biển. Thưa quý vị, dù ai buông xa bán xa, 20 tháng chạp dỗ cha thì về. Câu ca dân gian để nói đến ngày dỗ quốc công tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.
Hơn 700 năm qua, ông luôn được các thế hệ người Việt tôn thờ. Tưởng nhớ vị tướng tài ba của dân tộc, nhiều địa phương trên cả nước còn xây dựng đền thờ ông. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo được xây dựng từ năm 1955, tọa lạc tại số 68 đường Hạ Long, thành phố Vũng Tàu. Hàng năm vào ngày 19 đến 21 tháng 8 âm lịch, lễ dỗ được tổ chức rất long trọng theo nghi thức thờ thần truyền thống. Ghi nhận ngày đầu tiên diễn ra lễ dỗ lần thứ 724 của Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Sinh năm 1226, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là vị tướng kiệt xuất của dân tộc Việt Nam và được tôn vinh là một trong 10 danh tướng tài ba của thế giới. Ở ông thể hiện các đức tính nhân nghĩa, trí, dũng tính. Dưới sự lãnh đạo tài tình của ông, quân dân Đại Việt đã đánh thắng 3 lần quân Nguyên Mông, giữ nguyên bờ cõi đất nước. Ông qua đời ngày 20 tháng 8 năm Canh Tý, tức năm 1300, và được nhân dân suy tôn là Đức Thánh Trần. Hàng năm, từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8 âm lịch, lễ dỗ Đức Thánh Trần được thành phố Vũng Tàu tổ chức với những nghi thức cúng tế truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa Việt. Năm nay, trong bối cảnh nhiều tỉnh thành phía Bắc bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra, lễ dỗ tổ chức đơn giản nhưng vẫn đầy đủ các nghi lễ vốn có. Trong ngày đầu tiên diễn ra, lễ dỗ thu hút hơn 1.000 du khách và người dân địa phương đến dâng lễ vật. Mình đến đây là thứ nhất là tưởng nhớ và cái công ơn của Đức Thánh Trần, và hai nữa là cũng mong ước là các cái thế hệ sau này vẫn luôn luôn được là theo được cái ghi nhớ được cái công ơn và đã làm theo được cái những cái công đức của Đức Thánh Trần để cho tạo cho cái nhân dân của đất nước mình sẽ ngày một phồn thịnh hơn, giữ yên bờ cõi. Cầu cho gia đình được mạnh khỏe và hướng về để cho đồng bào lũ lụt vừa rồi được mọi sự được tất cả mọi người được bình an và qua được những cái hoạn nạn. Duy trì tổ chức hàng năm, lễ dỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo là nét văn hóa truyền thống tốt đẹp được lưu giữ qua bao đời tại Bà Rịa Vũng Tàu. Đây cũng là dịp để giáo dục các thế hệ nối tiếp nhau dày lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Tiếp tục chương trình thời sự tối, mời quý vị cùng cập nhật những tin tức quốc tế. Thưa quý vị, sáng sớm nay theo giờ Việt Nam, Hạ viện Mỹ đã nhất trí thông qua một dự luật nhằm tăng cường sự bảo vệ của cơ quan mật vụ nước này đối với các ứng cử viên tổng thống sau hai vụ mưu sát nhằm vào ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump. Dự luật được thông qua với tỷ lệ 405 phiếu thuận, không có phiếu chống và sẽ tiếp tục được bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ. Dự luật yêu cầu cơ quan mật vụ Mỹ phải bảo vệ các ứng cử viên chính trong cuộc bầu cử tổng thống. Quyền giám đốc cơ quan mật vụ Mỹ cho biết đã có sự chủ quan dẫn đến việc không tuân thủ các thủ tục an ninh, đồng thời nhấn mạnh sẽ thực thi các biện pháp kỷ luật nếu cần thiết. Trung Quốc thông báo vừa đạt được thỏa thuận với Nhật Bản về việc giám sát xả nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển. Đây là kết quả sau nhiều vòng tham vấn giữa các cơ quan chức năng hai bên. Nhật Bản sẽ thực hiện các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế, đồng ý với việc thiết lập một thỏa thuận giám sát quốc tế dài hạn trong khuôn khổ của IAEA, đồng thời tiếp tục đối thoại mang tính xây dựng với Trung Quốc để giải quyết thỏa đáng những quan ngại trong tiến trình xả nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý ra biển. Về phần mình, Trung Quốc cam kết sau khi tham gia các hoạt động giám sát của IAEA, nước này sẽ điều chỉnh các biện pháp liên quan dựa trên những bằng chứng khoa học và dừng cho phép nhập khẩu trở lại các mặt hàng hải sản của Nhật Bản, đáp ứng những tiêu chuẩn và yêu cầu về chất lượng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành phiên họp khẩn về tình hình tại Liban. Các quan chức bày tỏ quan ngại bạo lực lan rộng sẽ gây nên hậu quả tàn khốc tại khu vực Trung Đông và kêu gọi các bên hướng tới giải pháp ngoại giao. Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề chính trị và xây dựng hòa bình, bà Rosemary DiCaprio cho biết, các cuộc giao tranh gần như hàng ngày trên đường xanh, một vùng đệm phân tách Israel, Liban và Gaza trong gần một năm qua, khiến quá nhiều người thiệt mạng, nhiều người khác phải sơ tán.
bà khẳng định những cuộc giao tranh này vi phạm lệnh ngừng bắn và vi phạm nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an. Người phát ngôn Hội đồng Bảo an ông Stephen Duzaric cũng hối thúc các bên ngay lập tức giảm căng thẳng, kiềm chế tối đa, ngừng chiến sự và thực hiện đầy đủ nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an. Trong khi đó, Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Volker Türk kêu gọi một cuộc điều tra độc lập, thông suốt và minh bạch về các vụ nổ vừa qua tại Liban, khẳng định cần những kẻ đứng sau chỉ đạo và thực hiện các vụ tấn công này phải chịu trách nhiệm. Sáng nay theo giờ Hà Nội, Israel và phong trào Hồi giáo Hezbollah đều cùng xác nhận việc chỉ huy cấp cao Ibrahim Akin của Hezbollah bị thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel. Trong một tuyên bố, quân đội Israel thông báo nước này đã tiến hành không kích có chủ đích nhằm vào thủ lĩnh Akin, đồng thời khiến khoảng 10 chỉ huy cấp cao khác của Hezbollah thiệt mạng. Một nguồn tin từ phía Hezbollah cho biết thêm, ông Akin đang nhóm họp với các chỉ huy khác vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Phong trào Hezbollah ở Liban cũng đã xác nhận thông tin trên. Bộ Y tế Liban cho hay, vụ không kích đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 66 người khác bị thương. Ngày 20 tháng 9, lực lượng chức năng Mexico đã phát hiện 11 thi thể nghi bị hành quyết ở khu vực ngoại ô thành phố Odinaga, bang Chihuahua, miền Bắc nước này. Vụ việc có nhiều dấu hiệu liên quan đến đụng độ giữa các băng đảng. 11 thi thể được phát hiện đều có dấu hiệu của bạo lực trước khi tử vong, trong đó có 2 thi thể bị mất phần đầu. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành nhận dạng và khám nghiệm tử thi. Lực lượng chức năng đã thu giữ một tấm biển treo tại hiện trường, trong đó ghi rõ việc hành hình do nhóm La Línea thực hiện. Đây là một nhánh của băng đảng buôn ma túy Juarez Cộng Cán hiện đang hoành hành tại nhiều bang phía Bắc của Mexico. Thưa quý vị, lũ trên khắp Trung Âu đang rút dần ở nhiều nơi sau khi bão Boris đi qua, nhưng các thành phố làng mạc ở hạ nguồn lại chuẩn bị ứng phó với mực nước sông dâng cao. Nguy cơ ngập lụt được dự báo sẽ lên tới đỉnh điểm. Kể từ ngày 20 tháng 9, lưu lượng nước trên sông Danube có thể đạt đỉnh, gây ra lũ lụt nghiêm trọng nếu tràn bờ. Chính quyền Budapest đã phong tỏa một số đoạn đường bộ và đường sắt dọc theo sông. Các thành phố từ Budapest đến Wroclaw ở Ba Lan đang cấp tốc xây dựng hệ thống phòng lụt. Các quốc gia như Áo, Cộng hòa Séc và Romania cũng ban bố các biện pháp khẩn cấp và sơ tán hàng ngàn người. Toàn bộ hệ thống đường sắt của Romania đã tạm dừng hoạt động. Châu Âu là lục địa ấm lên nhanh nhất, với nhiệt độ tăng gấp đôi so với tốc độ toàn cầu. Điều đó khiến châu Âu dễ bị tổn thương trước các hiện tượng thời tiết cực đoan.